Mẹ ơi, sao chúng ta lại phải ra đây à? À, bởi vì mỗi dịp Tết đến xuân về, à không, mỗi dịp Tết đến Trung Thu là chị Hằng Nga sẽ từ cung trăng xuống đây để phát quà cho con và các bạn đấy. À, thật không hả mẹ? Ừ, đúng rồi. Yeah, vui quá. À, mẹ ơi, kêu phải là chị Hằng không ạ? Quý vị. À không đâu con, đấy là cô Phương Hằng đấy. Chị Hằng là một người trẻ hơn cơ. À mẹ ơi, kia không phải là chị Hằng không mà. Mà người này trẻ hơn nè. À đấy cũng là chị Hằng, nhưng là chị Minh Hằng, chứ không phải là chị Hằng Nga đâu con. Hiểu ra rồi. À mẹ ơi, chị Hằng kia, đúng là chị Hằng rồi kìa, không thể nào sai được. Vui quá mẹ ơi, con được gặp chị Hằng rồi. Chị chào em. À, em chào chị ạ. À. Chị ơi, chị có phải là Hằng Nga không ạ? Không ạ. Dạ mẹ em ngay đây ạ. Đâu cơ em, chị có thấy đâu? Ở ngay đây này mà chị. Ơ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nếu như mẹ em không có ở đây thì em trả nợ giúp chị nhá. Hả? Con trai mở mồm ra là sự nghiệp, thế con gái bọn tao là sự tích, sự cố hay sự thật phũ phàng. Không, con gái bọn tôi ấy là sự lươn lẹo. Con trai mở mồm ra là sự nghiệp, thế con gái bọn tao là sự tích, sự cố hay sự thật phũ phàng. Không, con gái bọn tôi ấy là sự lươn lẹo.